3 giờ chiều ngày mùng 5 tháng 4 năm 2019, chúng tôi đang có mặt tại nhà bác Tuấn Liên tại Đồng Lạc đây. Chúng tôi vừa bàn giao cho bác một bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ cột 12. Vừa xuống xuống xe đây trên. Vâng, đấy. Trên màn hình đây là bác chủ nhà đây. Bác rất hài lòng và ưng ý bộ ghế này. Đấy, tôi sẽ quay qua một video làm kỷ niệm với bác và gia đình, cũng như giới thiệu đến quý vị khách hàng mà ai có nhu cầu sở hữu những bộ bàn ghế này là có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám, bác chủ nhà đấy nhá. Bác rất phấn khởi đây. Gia đình bác Tuấn Liên tại Đồng Lạc. Đây là bộ này là gồm có 6 món. Đây là hai cái con và gỗ đỏ. Vâng. Gỗ nhập khẩu. Gỗ đỏ Nam Phi, nhập khẩu Nam Phi vậy. Đấy, kiểu dáng đấy rất là đẹp, quý vị có thể quan sát trên màn hình nhé. Thảo thấy không? Ai? Chào rồi, em bạn này chào rồi. Em bạn chào rồi. Ô, xuống cổng này. Đi xuống đi. Xuống cổng này. Đấy rồi. Rất cảm ơn bác và gia đình đã ủng hộ những sản phẩm này của chúng tôi nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì là có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806. Đây, tôi để số điện thoại trên màn hình này. Đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.